Chàng trai quyết định cứu con Lương. Chàng trai thấy thương cảm và quyết định giải cứu bé Lương. Ra đi Lương ơi. Hãy cứu em đi chàng, hãy ra cứu đi em Lương đi. Ơi. Rồi bé Lương đã chạy ra một cách tung tăng. Bé Lương. Bé Lương chứ không phải con gì vậy? Và khi con Lương được thoát, con Lương báo đáp. Dẫn ta tới nguồn nước đi. Hãy lấy cái đuôi của em, cầm cái đuôi của em. Đây. Con Lương quyết định báo đáp bằng cách đưa chàng trai đến một cái nguồn nước thật là lớn. Và chàng trai phát hiện ra đó là hồ. Và kể từ đó về sau, hồ Lắc được ra đời và vùng Lắc được gọi tên. Và từ đó buôn làng của chàng trai thoát cảnh hạn hán, vui mừng khôn xiết mà cày bừa trồng lúa, tối múa hát quanh bếp lửa. Kể từ đó Hồ Lắc đã có tên là Hồ Lắc và vùng Lắc này đã rất là màu mỡ và trù phú. Câu chuyện đến đây là hết rồi, chúc bé ngủ ngon. Trời ơi, sao mà chú đổi chó? Trời ơi, sao mà chú đổi chó? Trời ơi. Trời ơi. Cha, ta là ba đấy. Trời ơi. Bây giờ ta là ba đấy. Trời ơi. Có gì vậy? Ủa? Ở nhà rồi mà. Tự nhiên ta là bà đây. Trời ơi. Con sói vô trời. Ăn thịt nó đây. Trời ơi, con điên. Ủa? Cô bé Tuấn hả? Đâu, em tưởng là rớt là đổi vai rồi. Đổi vai. Thế là đến lượt Lý Thông thì Lý Thông rất là tính mưu, là tại sao tới được mình nhanh như thế. Mẹ Lý Thông và Lý Thông bàn mưu tính kế đẩy Thạch Sanh vào chỗ chết. Đúng rồi, nói hả con ơi, con đi. Thế là anh Lý Thông mới đi sâu vào rừng. Thạch 2 phút rồi. Thạch Sanh. Thạch 2 phút rồi. Thạch Sanh mới đi vào rừng. Khi đi vào rừng gặp một con chằn tinh. Thế là con chằn tinh định hạ. Hết giờ. Chằn tinh định hạ. Hết giờ. Ủa chưa kể sao mà hết giờ. Vô. Yeah, dù là ngày mưa anh hay mưa. Mưa anh ơi hay mưa dòng. Có sao rồi ngày còn có nhau. Khoan. Thường là bên này phải có gì đó. Sao bên này không có gì vậy? Ủa có ốc hiểm nè anh ơi. Trời em không tin luôn á. Bạn bẻo vậy. Đây hãy ăn giấy đi. Tôi xin giới thiệu lại menu của đội thắng cho buổi tối hôm nay như sau. Món khai vị y lắc có chả cá kèm với salad và gà nướng. Món heo nướng ống tre ăn kèm cơm lam. Món tép hồ lắc ram mặn với khế. Món lá bếp xào cá hộp. Lẩu cá lăng nấu măng chua. Và tráng miệng với món sữa chua trái cây theo mùa. Trời ơi. Lá bếp xào cá hộp là món đặc sản người đi. Lá bếp hả? Lá bếp. Lá bếp. Cái lá này mọc nhiều ở mấy cái quanh cái những cái bờ hồ, như hồ Tà Đùng hay là hồ Lắc ở Đắk Nông, Đắk Lắk rất là nhiều cái món này luôn. Anh ơi, hình như thiếu gì đúng không? Thiếu gì em? Thiếu chín su. Rồi, hèn chi. Đó thì giờ mình mở tiệc đi. Đây là tiệc bàn đào. Rồi, mấy món này ngon thì mình sẽ cay cay nó mới đã nha. Chấm với cái nẹp. Ủa? 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 Em phải vậy á. Anh à. Ủa? Ủa bên này không có đồ ăn thiệt hả? Ờ sao không có đồ ăn luôn vậy chị? Không, em nghĩ là có. Có ở đó. Lúc nào cũng có hết. Chương trình nhân từ lắm. Nhân từ lắm. Thật ra là ở đây là chúng ta có một cái nhà hàng ven hồ. Và nhà hàng thì luôn luôn có sẵn đồ ăn ngon. Nhưng mà đội thua các bạn sẽ phải thể hiện một cái gì đó đặc biệt, một cái tài năng gì đó ấn tượng. Wow. Nhưng mà không sao, em nhìn ở trên lầu cao có rất là nhiều khán giả đang dòm mình. Tự nhiên mình muốn diễn kịch rồi. Đúng, mà hãy cống hiến hết mình đi. Dạ vâng. Trước kia buổi biểu diễn chúng tôi yêu cầu quý khách ăn không chép miệng. Dạ. Làm ảnh hưởng đến vở diễn. Đúng tôi rồi. Điện thoại xin để chế độ room. Đúng. Tắt luôn. Khi mà chúng tôi diễn không bàn tán xôn xao về nét diễn chúng tôi. Mình diễn dở quá vậy ơi.
nhân có quyền cười. Đúng. Nếu mà diễn vô duyên cứ để đào dạy chúng tôi. Dạ, chúng tôi không muốn mọi người quánh giá nhân phẩm chúng tôi khi thực hiện thử thách này. Vâng, và bây giờ nếu như chúng ta biết các loại hồ như là hồ con rùa, hồ than thở, dạ, vâng, hồ Quỳnh Hương, hồ Ngọc Hà, thì bây giờ tại vùng núi Tây Nguyên này, chúng tôi xin bạn phép kể câu chuyện mang tên Hồ Lắc. Cảm ơn mọi người, tràng vỗ tay của mọi người. Đó là cái sự quyết định của bữa ăn ngày hôm nay. Mong mọi người giúp đỡ tụi em ạ. Rem mở, rẹt. And action. Câu chuyện truyền thuyết về Hồ Lắc qua tiết mục hài kịch của nhóm Màu Mỡ xin được phép bắt đầu. Là nhạc ngày xưa truyền thuyết kể rằng tại khu làng nọ, gọi là bản làng nọ, có một trận ẩu đả nổ ra giữa thần lửa và thần nước. Hai bên chí chém chửi nhau. ABCD ABCD móc khóe nhau. Cạnh khóe nhau. Hai bên gội đầu cho nhau. Đương đầu với nhau. Và rồi thần nước đã hy sinh. Về lại với biển hồ. Xong cũng vì vậy mà buôn làng lâm cảnh hạn hán. Cuộc sống khổ sở. Ha, cuộc sống khổ sở. Buôn làng hạn hán. Hạn hán đâu? Chuyện hạn hán. Cuộc sống khổ sở. Thế rồi có sự xuất hiện của chàng trai mơ nông. Vô drama liền. Thiếu thứ hai lớn lên có trái tim rất là ấm áp và phát hiện ra xung quanh mình ai cũng sống trong khổ sở. Hạn hán xung khổ quanh. Khổ sở quá. Khổ quá. Mấy người này khổ quá. Phải cứu mấy người này thôi. Ơi, ăn rau cỏ không thần ơi. Khổ quá. Chàng trai quyết định lên đường tìm nguồn nước để cứu bản làng của mình. Sau nhiều ngày đêm vượt qua núi non hiểm trở, nó trong cánh gà, cái thằng diễn đương dễ sợ, diễn nhiều dễ sợ. Nè tấm nè, núi non nè, làm núi đi. Đó, vượt qua núi non. Chàng trai đói sức kiệt. Chàng trai đang đi và cảm thấy mình vô cùng bế tắc. Bế tắc quá. Vụt ngã, chàng trai lén lén nhìn xung quanh. Ánh mắt vô vọng chợt phát hiện trong khe đá có một con lươn. Trong khe đá. Trời ơi. Con lươn. Một con lươn đang mắc kẹt và không biết làm sao giải cứu. Ôi trời, chết khô. Chàng trai quay mặt lại. Chàng công tử. Chàng trai quyết định cứu con lươn. Chàng trai thấy thương cảm và quyết định giải cứu bé lươn. Ra đi lươn ơi. Hãy cứu em đi chàng. Ra đi lươn ơi. Rồi bé lươn đã chạy ra một cách tung tăng. Bé lươn chứ không phải con gì vậy. Và khi con lươn được thoát, con lươn báo đáp: dẫn ta tới nguồn nước đi. Hãy lấy cái đuôi của em, cầm cái đuôi của em đây. Con lươn quyết định báo đáp bằng cách đưa chàng trai đến một cái nguồn nước thật là lớn. Và chàng trai phát hiện ra đó là hồ. Và kể từ đó về sau, Hồ Lắc được ra đời và vùng Lắc được gọi tên. Và từ đó buôn làng của chàng trai thoát cảnh hạn hán, vui mừng khôn xiết mà cày bừa trồng lúa, tối múa hát quanh bếp lửa. Thôi đi hành về. Kể từ đó Hồ Lắc đã có tên là Hồ Lắc. Và vùng Lắc này đã rất là màu mỡ và trù phú. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc bé ngủ ngon. Wow. Một chào tay đi bà con ơi. Cảm ơn bà con nhiều ạ. Sau khi cân nhắc thì chúng tôi quyết định là công nhận các bạn đã hoàn thành thử thách này. Và bây giờ xin mời các bạn dùng bữa. Wow. Đồ ăn là đã có rồi đó, nhưng mà vẫn chưa thấy là đầy đủ. Sao vậy? Đồ ăn ngon đã có nhưng mà ngó thì không có chân xuông. Đồ tôi chia chai bự quá thì mạng phép như. Dạ, em xin phép gia đình mình chia sẻ giùm em miếng cây cây được không ạ? Chị nói gì mắc cười để em cho. Vui thiệt, không cho. Bởi em biết bản tính đội bên kia, em đã chuẩn bị tuyệt chiêu, đó chính là chai tương ớt Chinsu mini này. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Trời một ơi. Chai Chinsu mini vô cùng tiện lợi. Tại sao mình phải có Chinsu trong bữa ăn vậy? Tại vì nó sẽ đượm vị cay, bùng vị ngon. Wow, mình phải ăn thôi. Cứ vô. Tiện lợi không? Cái này là bỏ búp đầm là đi chơi là thoải đúng mái rồi, nha. Đi đám cưới được luôn. Rưỡi lên, hấp dẫn chưa? Wow, quá là ngon. Thôi mình dùng thôi. Dùng thôi. Dạ, mời cả nhà. Ngon quá. Ngon quá, tôm ngon quá, chắc ngon quá. Lá gì chị? Là bếp
đẹp. Ừ. Thì chỉ ăn nghe sực sực. Ủa vậy? Không ăn sực sực là sao? Thì đó, cái tên bếp mà ăn nghe sực sực. Ăn nghe bếp 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 chứ. Ăn chiếc dép á. Ăn chiếc dép á. Trời đánh tránh được ăn luôn á. Tự nhiên bếp bếp ăn chiếc dép. Ngon quá. Cái rau này ngon ghê á. Khả Như ăn lần đầu tiên ăn hả? Dạ đúng ạ. Ngon quá. Cái này ăn được gọi ngon cực luôn. Cái này ta dùng để nấu canh thục á. Canh thục. Mới nghe luôn. Bỏ cho bóng tè thục 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 cháo nát ra như này. À. Hồi xưa người ta đi rừng người ta nấu với ếch với lương rồi với cá suối. Cá suối rồi đó. Hồi nãy anh Giang nói là con tép này là tép từ dưới hồ lắc ở luôn á. Ừ. Dạ. Chả cá thác lát ở dưới lòng hồ luôn á. Trời. Ừ. Dạ ua chắc cũng. Ua lấy dưới hồ. Thấy thương quá à, thấy thương quá, thấy ăn thấy thương quá ha. Thiệt luôn á. Mệt quá, mệt đó. Đói mà cứng họng luôn. Vậy bữa sau chơi giỏi lên xíu nha. Ừ. Chứ hiểu kìa, hiểu ăn trong út hận kìa. Nhưng mà chưa chắc. Biết là tối nay em, lát nữa em thắng em ngủ sướng sao? Dạ. Nhưng mà thấy chú má là thấy ăn không ngon rồi. Ngon chào giống nhau mà. Không, ý là cái này là bữa sau anh. Chứ không phải là thắng thật thụ. Bị sai sải quá. Bị nó nặng quá. Nói nặng, em không nói nặng. Cho miếng chả cá coi mèo. Xin miếng cho đúng miếng. Trời ơi, gấp từ từ. Quá trời, cái miệng á. Ủa rồi chờ Trinh Xu đâu. Ừ. Cảm ơn em. Như con ngỡ gì. Cái chả cá ngon lắm đó cưng. Ngon lắm. Ngon lắm kìa. Chả cá ngon. Ây da. Ây da. Cái gì vậy? Ôi con ơi. Ôi con ơi. Con ơi. Ủa? Con sao? Ủa? Con sao? Đây. Ủa bà ngoại. Gì kìa? Bà ngoại. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Con mẹ luôn. Con sói nào quá. Bà ngoại ăn thịt con sói luôn. Sao không cứu gì thế vậy? Bắn rồi. Ui da. Bắn rồi. Ui da. Đúng rồi. Bà ơi, bà yếu kém quá. Bà chạy về với con nè. Bà mà thoát được là thoát đó bà ơi. Bà mà qua được là thoát đó. Nhanh bà. Trời ơi, sao bà chui lỗi chó? Trời ơi. Trời ơi. Cá ta là ba đấy. Trời ơi. Bây giờ ta là ba đấy. Trời ơi. Có gì vậy? Ôi. Có gì vậy? Ủa? Đổi vai rồi mà. Tự nhiên ta là ba đây. Trời. Con sói vô chi? Ăn thịt nó đi. Trời ơi, con điên. Ủa? Cô bé Tuấn hả? Đâu, em tưởng là rớt là đổi vai rồi. Đổi vai. Trời mưa quá á. Ủa, mưa hả? Mưa quá á. Ủa, mưa hả? Mưa quá. À, nhà ngoại mình đây rồi. Em thấy vô lý làm bản giùm anh cho đi. Căng lên. Đỏ, đỏ hả con? À. Đúng.
được. Ủa gì vậy? Gì vậy? Cái gì con? Nó bắn cái đầu con mày ơi. Trời ơi, đứa nào? Con nó gõ cửa. Trời ơi. Bắn ba luôn. Bắn ba luôn. Cái con này. Bắn hết. Bắn hết. Trời ơi. Trời ơi, điên rồi. Cô bé quỵ rồi. Cô bé ơi. Ai vậy? Con đây. Con là ai? Con là con là cô bé Hoàng Khăn Đỏ đây. Sao con bị gì mà con đến vậy? Con bị một đứa bắn vào trong nách rồi. Trời ơi. Cứu bà, cứu bà. Cứu bà, cứu bà, cứu bà. Con cứu ngoài. Cứu bà. Bà con ơi. Bà con ơi. Bà con ơi. Bà. Bắt con ơi, xin con bé, con bé. Ủa sao con bé vô nhà rồi? Ủa bà vô nhà rồi. Con bé này chụp bé lại. Bà. Ủa bà. Ủa con bé. Bắt con bé lại. Bắt con bé lại. Đầu của thua. Ủa? Ê, bắt lại, bắt lại, bắt lại, bắt lại. Ủa? Ê, bắt lại, bắt lại, bắt lại, bắt lại. Chụp, chụp, đứng chụp ba. Rồi, đúng rồi. Chưa, chưa, vẫn chưa xong. Đúng rồi, bắt. Bài, bắt đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Con thỏ này ghê quá, đúng rồi, của bé không à. Rồi, rồi, rồi. Trời ơi, rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Trời ơi. Trời ơi. Bà khỏe thế. Trời ơi. Trời ơi. Bà khỏe thế. Ủa con. Ai tài trợ thuốc tăng lực cho bà vậy? Bà ngoại liệu con số răng nguyên biên giới. Rồi tỷ số đang là một đều nha. Trời ơi. Em không ngờ sức lực của bà kinh ghê. Trời ơi. Bà chết hấp bụng nam đó. Ơi bà đây. Bà ơi. Chờ bà xíu. Bà nói giọng bình thường con chả nghe gì cả. Chờ bà xíu, đang đi toilet. Trời ơi. Bà gì? Bà đang đi toilet. Trời ơi. Con ơi, tới chưa? Bà xong chưa? Password. Như những phút ban đầu. Ok bà. Bà ơi. Ơi, bà nè. Bà sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bà sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Khoan bà. Kẹp cái đầu bà. Cái đầu bà. Đi tới. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi ghê chưa? Ghê chưa? Trời ơi. Bà thấy con ghê chưa? Ghê quá. Bà cũng sói đâu. Nói sao lưng bà luôn. Chọt nó một cái giùm con bà. Bà sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Em mẹ. Go. Ủa? Tóc bà đâu? Nắm tay, chưa nắm tay. Ủa sao bà sợ hỏi giật đi sói. Trời ơi. Giật tóc bà đâu? Bà ơi bà. Giật liền. Sói giật đi sói. Trời ơi sao móc bẹn sói vậy? Đừng có móc bẹn sói. Ủa? Lát quần ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bà đứng ra đi bà. Chạy đi con. Chạy. Mẹ ơi. Đứng lên. Con ngồi dậy xong chạy bà. Em đứng lên. Bà ơi. Bà ơi đang ngồi bài. Mình bắt nó lại. Bố lên rồi. Con lấy áo con bà ơi. Trời ơi. Giữ một mình bà thôi. Lại con đỏ nó lại liền. Ngay nách nó đi. Bắn nè. Bắn não, bắn não. Bắn não, bắn não, bắn bắn não, bắn não. Đâu vậy, đi kia vậy? Bắn não. Đâu vậy? Đi kia vậy? Tết nát. Bắn đồ xôi. Tết nát. Đội tôi. Chọc chữa. Bắn bà già kìa. Bắn cái nào? Nắp luôn. Hùng bà đi. Nhắm mắt lại. Bịt mắt lại. Bịt mắt lại. Có chừng thua, có chừng thua. Bịt mắt lại. Ủa? Bà là thiệt á. Bịt mắt lại, bịt mắt lại. Bịt mắt lại đúng rồi, cho khỏi cắn. Bịt mắt lại. Bà ơi, nó ăn con rồi. Trời ơi. Con rồi. Hay quá.
đi rồi. Bà đi rồi. Bà... Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội của Biray nha. Bây giờ mình còn một cái lượt chơi cuối. Ủa gì vậy? Trời ơi, trời ơi, nó giết con chó rồi. Bà ơi, trời ơi, bà ơi, sao bà làm gì vậy? Nó giết con chó. Bà ơi, bà đang khỏe. Trời ơi, chưa chơi mà bà làm cho sói bị kiệt sức rồi á. Tôi dám xù xì hơn bà. 3, 2, 1. Cái bà này bà khỏe quá. Không ai làm gì được bà. Nói từ đầu là bà chứ thấp môn ông mà. Đi đây là đi, hay đi, hay đi, hay đi trước khi qua cửa đi. All my exes hate me. Yeah. And I hate them back. And it's all. What's your name? Cốc, ai gọi đó? Ủa, anh nghe là người cốc mà anh hỏi. Ủa, tao tự gọi thì trả lời vậy? Ủa, tao tự gọi thì trả lời vậy? What's your name? My name is cô bé little girl. Ây da. Cô bé little girl. Ây da. Little girl đúng mà. Yeah, đúng rồi. Little girl with the red red bị bắn đó bà. Hát tặng bài bà đi. Ây da. Lần đầu tiên. Ây da. Lần đầu tiên anh mà bà. Bà hát là gì hết? Hát là sing the song. Sing the song. Bà là gì? Bà là bò. Bò. Bà gì vậy? Bà chơi bà lắm. Grandmother love you so much. Hey. Your hand white and white like sky. Hey. Grandmother love you so much. Hey. Your hand white and white like sky. Hey. I love you. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh lấy luôn. Đúng rồi. Ôi, bà với sói ngoại tình. Trời ơi, gian díu. Gian díu, sói gian díu rồi. Trời ơi. Bộ thế vậy? Đâu, bà ơi. Bà ngoại tình của tôi, bây giờ bà đã trúng với tôi à? Gặm đầu đi. Rồi, gặm ở đây. Trời ơi. Bắn bà đi. Ủa, bắn sói vậy? Con số vậy? Trời ơi! Con chạy nha, con chạy đi con! Trời ơi! Con thở đi! Trời ơi! Bà quýnh tội xanh rồi! Sao bà đi đến đâu chứ? Mọi người ơi, mọi người. Sao bà đánh hết người này đến người kia? Trời ơi, bà đâu giật mình. Mình có về nhà không bà? Mệt quá. Nãy coi bà mà tưởng lục chân tiên không? Bà... Để bà con. Vô. Đừng làm người tốt nữa bà. Đúng rồi. Bỏ đâu nữa. Để bà. Bà đã chơi ngày này lâu lắm rồi. Yeah. Hiểu à?
Vậy là bà đợi sói tới chứ không phải là đợi cô bé. Con xin bà, con xin bà. Ai đó? Lộn đi con. À, con xin bà không có lỗi gì đó. Đi con, nắm tay. Nắm tay. Chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm tới anh sói rồi. Mà em bình thường không có vậy đâu. Ở nhà bà em nhiều lắm. Thôi đứt rồi. Chiến lợi phẩm này cũng là qua. Trời ơi chú. À trời, con gọi không anh? Em nhớ vậy Thanh Lý Thông không? Em chạy đi. Em chạy đi. Ok, phải chạy em nhớ như in. Đội em như tạc tượng. Đội tôi thì xin thua được ở đây được không ạ? Rồi bây giờ anh muốn ngồi sao? Ngồi dây dài được không? Không, mình tập dưới đây nè. Nè, tay vòng qua đây. Rồi em đứng lên, em bước chân vô thôi. Trời ơi, em nặng dữ vậy, Hiếu ơi. Chúa, chúa, ta chúa. Rồi. Ngày trước, tại bụng dùng núi nào, có một chàng tinh chiên ăn thịt người. Và dân làng ở đó rất sợ. Nhưng mà mỗi năm phải cúng nạp cho con chàng tinh một mạng người. Hôm đó là tới lượt của Lý Thông cống nạp. Thì Lý Thông mới là lừa Thạch Sanh. Đó là xuống dưới. Rồi lừa Thạch Sanh để mà đi vô đó để cho con chàng tinh ăn thịt. Nhưng mà đâu có ngờ Thạch Sanh là một người giỏi võ, cơ thể cường tráng, giết được con bớt khen mấy cái thoại lặt nhặt vô, bớt khen bớt lại. Giết được con Thạch Sanh chặt, giết được con Thạch Sanh chặt. Giết chàng tinh. Giết được con chàng tinh, rồi chặt đầu con chàng tinh, mang về khoe Lý Thông. Rồi Lý Thông mới mưu mô, chết rồi ta sẽ có cơ hội. Mới lấy cái đầu đó bà chửi Thạch Sanh là người dám giết cái con mà vua nuôi cưng chiều bấy lâu nay. Hãy trốn từ đường thật sâu, mọi chuyện để anh lo cho em. Nhưng mà không ngờ mang cái đầu đó mang vô nhà vua để mà được lãnh thưởng. Lãnh phò mã, lãnh phò mã. Phò mã nữa. Phò mã, phò mã. Rồi xong rồi tới một ngày thì công chúa mới đi dạo ở đâu đó thì mới rớt xuống núi. Rớt xuống một cái núi. Rớt xuống núi. Rớt xuống một cái núi. Rớt. Rồi công chúa nghe cái gì? Công chúa mới hát đàn theo tích tịch tịch tác em mang công chúa với hang trở về. Ai ngờ ở ngay cái núi đó là chỗ ở của để là xanh của xanh để là xanh của xanh. Và Thạch Sanh kể cái chuyện đó cho công chúa nghe. Công chúa, thì ra câu chuyện là như vậy. Ta phải đưa Thạch Sanh về báo lại với vua cha trị tội tên Lý Thông. Và là Lý Thông bị chém đầu. Và Thạch Sanh làm phò mã. Hai người hạnh phúc tới suốt đời. Hai người hạnh phúc tới suốt đời. Happy đường hoài. Dạ, âm thanh các bạn vừa nghe là chưa đạt ạ. Sai một cái chi tiết gì đó. Xong rồi tới một ngày thì công chúa mới đi dạo ở đâu đó thì mới rớt xuống núi. Rớt xuống một núi. Rớt xuống núi. Rớt xuống một núi. Xin mời đội của Dương Lâm, Ngô Kiến Huy và Cứu Phan. Ủa vậy nãy mình chơi trước là mình ngu quá hả? Biết hết rồi. Anh nghĩ là chơi trước sẽ có phần thưởng nào đó lặt vặt ở đâu đây trên đường đi. Không có. Đây không phải là hai Thạch Sanh một công chúa mà là ba tên Lý Thông. Hãy nhận rìu của ta đây. Và bây giờ câu chuyện ngày xưa Lily Lý Lắc và Lulu sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện được mang tên Thạch Sanh Lý Thông. Các em à, ngày xưa ở trong một khu làng nọ, lúc đó bà con dân bản đang sống chan hòa yêu thương nhau, hòa yêu thương nhau. Cuối cùng ở trong rừng có một con chằn tinh. Có một con chằn tinh xuất hiện và quấy phá dân làng. Lúc đó bà con rất hoang mang cũng như là khiếp sợ. Thế là bà con mới điêu với con chằn tinh là bắt đầu chưa
Bắt đầu chưa hết giờ là 2 phút mà. Cái gì? 2 phút mà, có 2 phút mà. Trời ơi. Là điêu chàng, chàng tin là một năm sẽ cúng nạp một người. Đúng vậy. Thế là ngày đó điêu là cái ngày sĩ trả giá đi. Em để nói hoài, bên nó cứ kêu hoài chị. Hồi nãy em có phá đâu chị ơi. Thế là đó, thế là thế là đó, thế là đến lượt Lý Thông thì Lý Thông rất bạch tính mưu là tại sao tới được mình nhanh như thế. Mẹ Lý Thông và Lý Thông bàn mưu tính kế đẩy Thạch Sanh vào chỗ chết. Đúng rồi, nói hả con ơi con đi. Thế là anh Lý Thông mới đi sâu vào rừng. Thạch 2 phút rồi. Thạch Sanh. Thạch 2 phút rồi. Thạch Sanh mới đi vào rừng. Khi đi vào rừng gặp một con chằn tinh. Thế là con chằn tinh định hạ. Hết giờ. Chằn tinh định hạ. Hết giờ. Ủa chưa kể sao mà hết giờ rồi. Cái đoạn mà em giới thiệu gia dân đàn không mình hết 2 tiếng rồi đó. Đúng rồi, cái lúc mà li li la la là em thấy là anh đó. Tự nhiên mình làm kể đi. Tự nhiên cái ngày cửa ngày xưa đi. Rồi li li la la. Rồi kể cho các bé nghe. Hết giờ luôn. Tào lao á, đừng có cười nghe, cho đứng cười khí không được. Ủa cái đó là phải cái kiệu đâu. Ủa cái đó là phải cái kiệu đâu. Cái gì vậy áo? Cái gì vậy áo? Rồi tới rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. 3, 2, 1. Hey. Ê, cái đường của em nó bị chặn hãng em á. Nó bị rút khớp quá. Rồi, thả ta xuống. Câu chuyện chúng tôi sẽ phép được bắt đầu. Ngày xưa một cái làng nọ có hai anh em tên là Lý Thông. Thì một ngày nọ trong cái làng tụ tập đấy là và một thời gian nhất định sẽ đưa một kỳ cử một người ra làm hiến vật cho con hành tinh. Thì nghe đó thì ông bảy Lý Thông mới tới được Lý Thông. Thì thông qua Lý Thông mới tính toán là sẽ được tăng lên trước để thế mạng. Nhưng nào cái khi tăng lên thì tăng nó quá giỏi đi. Mình là giết chết của Lý Thông, giết chết rồi thật. Giết chết của nhằn tinh, sau đó mang đầu thằng tinh về, sau đó mang đầu thằng tinh về. Nhưng sau đó thì Lý Thông và mẹ lại tiếp tục tính kế là hãm hại thằng lần nữa. Đó chính là mang cái đầu đó. Đó chính là mang cái đầu đó. Và bộ nó thì sao lại đến là cái cung tinh này. Nhưng mà phần đầu tay đứng rồi. Giờ mày phải đi trốn đi. Sao đó. Tao mà là mẹ lên. Tao mà là mẹ lên. Lý Thông và mẹ Lý Thông mới lên để mà báo với vua lập công. Nhưng nào ngày một ngày nọ công chúa đi dạo trong rừng thì bị một con đại bàng cắn ngay. Và Thạch Sanh một lần nữa là phải ra tay ứng cứu để giết chết được đại bàng nhà của công chúa. Từ đó công chúa Thạch Sanh mang công chúa về cho nhà vua. Và tấm ba là tất cả một sự diễn. Và sau đó thì Lý Thông và mẹ Lý Thông bị chặt đầu sự giảm. Còn Thạch Sanh và công chúa sắp phải đến cuộc đời. Có một chi tiết chưa chính xác. Là đến ngày cống nạp là mẹ của Lý Thông. Mẹ của Lý Thông. Thế là đến một ngày nọ cũng chưa bắt cóc. Và cũng chưa bị một con đại bang cắp đi bắt thêm nhiều hang. Và cũng chưa là hát bài hát đó. Đàn ơi tôi tự tập tàn. Ai mang công chúa dưới hang. Ờ trở về. Trở về. Thẳng vô đó. Nhớ rồi. Rồi. Ngày xưa trong một ngôi làng nọ là có một cái con chằn tinh trong núi. Ngôi làng rất là sợ tại vì mỗi một năm là phải cống nạp một bạn người cho nó ăn thịt. Và ngày hôm nay là đến cái ngày Lý Thông phải đi vào đó để cống nạp cái thân xác của mình, mạng sống của mình. Thì Lý Thông là không chấp nhận được cái điều đó, cho nên Lý Thông với nghĩ ra một cách là đưa người em kết nghĩa của mình đó là Thạch Sanh đưa vào đó. Đưa vào đó. Ai ngờ là Thạch Sanh quá giỏi, giết con chằn tinh và đem cái đầu về khoe với Thông. À anh Thông ơi, em giết được rồi. Ông Thông với bà mẹ mới la lên chết rồi em ơi, đây là con vật báo của vua mà giết vậy là cả nhà mình sẽ bị chém đầu. Thì nó thôi em đi vô đường trốn đi, màu tiền để anh hai lo cho anh nhiều hết tội lỗi cho. Thì mới xách cái đầu đó cùng với mẹ vô chuẩn bị diện kiến vua. Để gì? Để lấy cái chiếc bà mã để lại lấy số tiền. Thì công chúa đó đứng trên lầu nhìn xuống thấy hay gì đó thì có một con chim, đó là một loài chim lớn rất độc đáo trong rừng. Nó mới bay qua đánh công chúa đi, nó thả xuống hang đó. Thì nó là Lý Thông ơi, nếu bây giờ mình cứu được công chúa nữa thì ok quá. Thì Lý Thông làm sao cứu được, mới đi kiếm Thạch Sanh, nhờ Thạch Sanh cứu được đem về nhận công nữa. Thì công chúa đọc cái người cứu còn là ông này vua, ông chú chán cái gì vậy, chém hai mẹ con đi còn Thạch Sanh làm bà mã sống hạnh phúc cứu đời.
Người đến lượt cống nạp cho chàng Tinh lại. Hôm đó là tới lượt của Lý Thông cống nạp. Và ngày hôm nay là đến cái ngày của Lý Thông phải đi vào đó để cống nạp cái thân xác của mình. Và ngày hôm đó á, là đến ngày cống nạp là mẹ của Lý Thông. Thông tới lượt. Tới lượt. Em. Em. Tự nhiên cái quyết định rồi đó, đúng rồi đó. Rồi, mày là quyết định nha. Bị cống nạp là cái người tên là của Lý Thông. Của Lý Thông là mẹ của Lý Thông. Mẹ của Lý Thông. Bị cống nạp là cái người tên là Lý Thông. Lý Thông thiệt. Chắc chốt. Bây giờ anh chốt không? Anh chịu chơi không? Không chết. Em sao anh vậy à? Chơi. Chốt. Chết. Lúc đầu đầu tiên là mình Lý Thông rồi đó. Nhưng mà mình thích con chim. Ai ngờ lúc xong mình nhảy con chim nhưng mà mất cái Thông. Đúng là con chim quan trọng. Vion phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.